Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình lại vào bếp và chia sẻ tới các chị và các bạn thêm một cái món ngon nữa đấy ạ. Đây là bánh mì bì ha. Một sự kết hợp rất là ngon giữa bì nè và thịt khề, nó làm cho cái bánh mì bì của mình rất là chất lượng. Đặc biệt với cái cách pha nước mắm sẽ làm cho cái ổ bánh mì của mình cực kỳ thơm ngon nha. Nếu bạn nào chưa biết cách làm thì có thể tham khảo video của mình ngày hôm nay đi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu có. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có 600g thịt vai nha, thịt nạc vai, 600g thịt ba chỉ. Kế tiếp thì mình sẽ có 300g bì, ớt sừng, có tỏi nè, có hành củ, đặc biệt không thể thiếu đó là cà rốt và củ cải trắng nha. Bên đây thì mình có dừa tươi. Nguyên liệu đã sẵn sàng rồi, đầu tiên thì mình sẽ mang cái phần thịt đi rửa sạch và cắt khúc, cho vô đây là 2 muỗng canh đường phèn, nửa muỗng canh hạt nêm, 3 muỗng canh nước mắm. Rồi chúng ta sẽ cho vô đây là 1/3 muỗng canh ngũ vị hương. Một muỗng canh dầu màu điều để cho cái thịt khều của mình nó lên màu đẹp hơn. 5 tép tỏi, 5 củ hành mình đã giã cho nó nhuyễn nó như thế này để mình lấy cái tinh chất và cái mùi thơm của tỏi hành ha. Mình băm nhuyễn như thế này thì nó sẽ ngon hơn, mình giã là nó sẽ ngon hơn là mình băm nhuyễn nha. Rồi cho vô và mình tiến hành mình trộn đều lên. Thịt thì các anh chị và các bạn cứ xắt ra những cái miếng vừa ăn và đừng có to nha. Cái miếng to to một chút xíu, đừng có quá nhỏ nha. Đó thì khi mà các anh chị và các bạn khìa thì thịt của mình nó sẽ không có bị teo tóp đi. Rồi chúng ta sẽ ướp ở đây trên 1 tiếng nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiến hành mình làm đồ chua. Đồ chua thì các anh chị và các bạn sẽ có 2 củ cà rốt và 1 củ cải trắng. Thì các anh chị và các bạn sẽ bào vỏ đi và mình sẽ rửa sạch. Sau khi bào vỏ rửa sạch rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình bào sợi ra nha. Rồi kế tiếp thì chúng ta sẽ cho vô đây là 4 muỗng canh đường. Rồi thêm vào đây là 5 muỗng canh giấm ăn. Và cái củ cải đỏ và củ cải trắng của mình á, thì nó cũng hơi tương đối to to một chút xíu, nên các anh chị và các bạn canh chừng nha. Mình ướm chừng để mình nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Với cái cách muối chua này thì nhanh cấp tốc nhưng mà ăn cực kỳ ngon luôn đó ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ trộn đều lên và mình sẽ bỏ vô ngăn mát tủ lạnh để cho cái dưa của mình nó giòn nha. Trong lúc đó thì cái phần bì, các anh chị và các bạn sẽ mua cái phần bì này, người ta đã bào sẵn cho mình rồi, người ta đã cắt sẵn cho mình rồi, thì chúng ta sẽ rửa lại qua cái hỗn hợp nước ấm nha. Lưu ý rằng chúng ta chỉ rửa qua nước ấm thôi để loại bỏ đi hết tất cả những cái dơ của bì. Bì thì các anh chị và các bạn nên lựa những cái cửa hàng uy tín để mình mua nha. Đó thì cái bì này thì gần nhà mình rửa sạch thì mình cảm thấy rằng nó không có quá lợn cợn, nó không có dơ, nên là mình sẽ rửa sạch rồi chúng ta sẽ bỏ ra cái rổ như thế này để ráo nha. Đó, mình phải để cho cái bì của mình thật là ráo nha, mình không có được rửa qua chân nước nóng nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình làm nước mắm. Nước mắm ở đây thì chúng ta sẽ có 200ml nước. Rồi mình sẽ cho vô đây là 50g nước mắm và 100g đường phèn. Với cái công thức này thì mình cảm thấy nước mắm của mình rất là hài lòng luôn đấy ạ. Thêm nửa muỗng cà phê muối để tăng thêm vị đậm đà của cái nước mắm của mình ha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nấu cho nó sôi lên, và sau khi mà cái nước mắm của mình nó sôi lên rồi thì chúng ta sẽ giảm lửa xuống và mình sẽ nấu cho tới khi nào mà cái lượng nước mắm nó còn là một nửa và nó còn cái độ sánh mịn rồi thì các anh chị và các bạn sẽ tiến hành mình cho vô đây là giấm ha. Mình nên sử dụng giấm 5% giấm gạo á, thì cái nước mắm của mình nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Rồi chúng ta sẽ cho vô đây là nửa muỗng canh giấm ăn. Sau khi mà cho giấm ăn vô rồi thì các anh chị và các bạn sẽ nấu cho nó sôi trở ngược lại và chúng ta sẽ tắt bếp luôn, mình không có nấu quá lâu. Lúc này thì cái nước mắm của mình nó đã giảm đi một nửa rồi, nó có cái độ sánh nhất định rồi thì chúng ta sẽ tắt bếp nha. Rồi mình để qua một bên để cho cái hỗn hợp nước mắm của mình nó nguội. Bây giờ thì mình sẽ đổ cái nước mắm ra cho các anh chị và các bạn coi nè. Nó có cái độ sánh sánh, rất là ngon luôn. Và cái nước mắm của mình rất là vừa vị. Và mình cảm thấy là cái công thức này rất là ngon và hài lòng lắm nha. Nếu mà bạn nào chưa thử thì có thể tham khảo video của mình ngày hôm nay. Rồi bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị rau ăn kèm. Rau ăn kèm với bánh mì thì mình có dưa leo nè, có rau ngò rí nha. Rồi mình sẽ có hành lá để mình làm mỡ hành và dưa chua. Nước mắm của vừa nãy mình đã để nguội rồi nè. Thì nước mắm mình đã để nguội rồi thì khi nào mà ăn thì chúng ta sẽ cho tỏi ớt vô nha. Bây giờ quay qua thì mình sẽ khìa cái phần thịt, mình chỉ khìa phần thịt rồi mình trộn cái bì là ngon rồi đó. Và cái phần thịt mình đã ướp ở đây, nếu mà các anh chị và các bạn không có gấp á, thì chúng ta sẽ bỏ vô ngăn mát tủ lạnh và mình ướp qua đêm nha. Còn nếu mà không có thời gian thì mình sẽ ướp trên 1 tiếng là được. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho hết cái phần thịt vô và mình sẽ tiến hành mình khìa nhé. Cho hết cái nước vô luôn.
Và sau khi mà nó sôi thì chúng ta sẽ tiến hành mình chợ cái mặt thịt nè. Và khi mà mình cảm thấy rằng cái phần thịt của mình nó đã săn lại và nó đã rút hết gia vị rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình cho nước dừa vô nha. Và mình cảm thấy với cái cách ướp này thì cái thịt của mình rất là vừa ăn và nó thơm thơm. Nó có cái vị đậm đà nè, có cái vị ngọt thanh nè. Đó, rất là ngon luôn và đặc biệt cái màu sắc lên rất là đẹp luôn đó. Và sau khi mà nó đã rút hết gia vị vô rồi thì chúng ta sẽ cho vô đây là một trái dừa tươi ha. Dừa, lượng nước dừa thì sẽ có trái to, trái nhỏ và trái nhiều nước hay ít nước thì các anh chị và các bạn cứ đổ canh chừng là nó ngập cái mặt thịt như thế này là được rồi nè. Rồi bây giờ thì mình sẽ nấu cho nó sôi lên và sau khi mà nó sôi á thì chúng ta sẽ vớt bỏ những cái bọt ở trong cái hỗn hợp cái nước của mình ha. Rồi mình sẽ để lửa trung bình và mình sẽ nấu riu riu cho tới khi nào mà nó rút hết nước dừa vô và cái thịt của mình nó mềm và nó thấm như thế này là chúng ta sẽ tắt bếp ha. Đó, lúc này thì cái phần thịt và cái nước sốt đã sánh sánh lại rồi đó các anh chị ạ. Lúc này thì mình có thể nêm nếm điều chỉnh lại cho phù hợp với khẩu vị gia đình của mình. Nhưng mà mình cảm thấy rằng với cái cách ướp này thì thịt của mình nó rất là thơm và nó vừa ăn lắm ạ. Đó, và sau khi mà mình cảm thấy cái nước nó sánh sánh như thế này thì chúng ta sẽ tắt bếp luôn nha. Tại vì mình tí nữa mình sẽ lấy cái nước sánh sánh này mình trộn chung với bì để tăng thêm mùi thơm của cái món ăn của mình. Các anh chị và các bạn đừng có làm cho nó rút nước quá nha. Đó, và lúc này thì mình luôn luôn chợ đều tay để cho cái hai mặt của nó lên màu đẹp. Và chúng ta sẽ tắt bếp, mình chừa lại một chút xíu nước có độ sánh vừa phải nha. Đó, như vậy là được rồi nè. Và lưu ý trong cái khúc này thì các anh chị và các bạn phải đều đảo đều tay để cho cái thịt của mình nó lên màu đẹp ha và nó không có bị khét. Và sau khi mà mình đã khìa xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình lấy thịt khìa ra khỏi bếp và mình sẽ xắt sợi nha. Mọi người nhìn vô cái miếng thịt của mình nè, cái miếng thịt của mình ở ngoài nó rất là bóng mướt và bên trong thì nó mọng nước và nó thấm gia vị lắm, cực kỳ ngon luôn á. Rồi chúng ta sẽ xắt sợi như thế này là được nè. Bây giờ thì chúng ta sẽ trộn bì. Bì ở đây thì các anh chị và các bạn đã để cho nó ráo nước rồi. Lưu ý rằng mình trộn bì mình phải để cho nó ráo nước ha. Rồi kế tiếp thì mình sẽ cho vô đây là một muỗng canh tỏi băm. Rồi thêm một muỗng canh cái sốt mà vừa nãy mình ram thịt đó, nó có cái sốt đó thì chúng ta sẽ cho vô và mình sẽ trộn đều lên. Và cái lượng bì này nó sẽ canh chỉnh vào các anh chị và bạn làm ít hay nhiều nữa và mình cho cái lượng sốt khác nhau nha. Rồi chúng ta sẽ cho một ít thính. Thính gạo này thì các anh chị và các bạn không biết cách làm thì có thể tham khảo lại một cái video mà mình chia sẻ cái cách làm thính gạo trước đó nha. Rồi mình sẽ cho thính vừa phải và cái lượng thính vừa phải thôi. Mình áo đủ cái lớp bì là được. Rồi kế tiếp thì mình sẽ cho hết cái phần thịt á. Thịt thì cái tỷ lệ thịt ngày hôm nay thì mình không có cho hết vô 300g thịt, 300g bì này đâu. Mình chừa lại một chút xíu để mình ăn bún bì, bún thịt khìa. Nên là các chị và các bạn khi làm á thì mình sẽ có thể gia giảm lại cái lượng thịt nha. Rồi trộn đều lên và chúng ta sẽ tiến hành mình bỏ vô bánh mì và mình cùng nhau thưởng thức thôi. Rồi ở đây thì mình có một cái chén hành và nãy mình đã xách bịt ra rồi nè, xách nhỏ ra rồi thì chúng ta sẽ cho vô đây là một muỗng cà phê muối. Thêm vào đây là dầu ăn. Sau khi mà cho dầu ăn và muối vô như thế này rồi thì chúng ta sẽ trộn đều lên và mình sẽ bỏ vô lò vi sóng, mình quay trong vòng 1 phút. Nếu trường hợp các anh chị và các bạn không có lò vi sóng thì chúng ta sẽ nấu dầu nóng và mình sẽ đổ trực tiếp vô cái phần mỡ phần hành của mình nha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái phần mỡ hành. Bây giờ thì cái phần nước mắm thì mình có tỏi băm và ớt băm, mình sẽ cho vô cái hỗn hợp nước mắm của mình nè. Các anh chị và các bạn thấy không ạ? Cái nước mắm của mình sau khi mà nó nguội á, nó có cái độ sánh rất là sánh mịn luôn. Mình chiếu cận cảnh cho các anh chị và các bạn coi cái độ sánh mịn của cái nước mắm ha. Cái nước mắm này mà các anh chị và các bạn ăn cơm thịt nướng, ăn cơm tấm cũng rất là ngon, nên là nếu mà có ý định làm cơm tấm thịt nướng thì cũng có thể tham khảo cái video làm nước mắm này của mình nha. Rồi bây giờ thì cái phần bánh mì. Bánh mì thì để ngon thì các anh chị và các bạn nên sử dụng cái bánh mì mà có cái độ giòn da. Ở ngoài nó giòn, cái bánh mì giòn á, ở ngoài cái da nó nứt nứt như thế này thì ăn nó sẽ ngon hơn. Rồi chúng ta sẽ rọc cái ổ bánh mì ra. Đó, rọc ra ha. Rồi kế tiếp thì mình sẽ chan một lượng nước mắm vừa phải cho vừa ăn. Đừng có cho quá, tại vì cho quá nó sẽ bị mặn đó. Rồi chan đều cái nước mắm vô cái bánh mì nè. Rồi kế tiếp thì mình sẽ cho vô đây là đó là dưa leo. Dưa leo này thì mình ăn nhiều ít thì mình cho vô đây là 2 miếng và một ít đồ chua là thấy ngon rồi nè. Rồi kế tiếp, đặc biệt trong cái bánh mì bì này thì không thể thiếu đó là ngò rí nha các anh chị. Rồi thêm vô đây đó là bì. Bì thì mình sẽ cho vô và sau khi mà cho bì vô rồi thì các anh chị và các bạn sẽ cho mỡ hành lên trên và thêm 1-2 lát ớt để chúng ta có thể ăn có cái vị cay cay, sẽ đậm đà vị hơn và nó sẽ ngon hơn ha.
Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm bánh mì bì tại nhà rồi ạ. À. Với cái cách chia sẻ này thì cái bì trộn thính này các anh chị và các bạn cũng có thể ăn chung với bún, bún bì cũng rất là ngon. À, nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích video ngày hôm nay thì hãy cho mình một like, một đăng ký, một tinh thần kính của vợ nhé. Có những cái góp ý nào thì hãy comment ở dưới nút bàn nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ? À? Rồi kính bếp của vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha.